Một bản tin thế giới cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đến thăm quân đội ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm hiếm hoi sang Ukraine để gặp các binh sĩ được gửi sang nước này tham chiến, trong bối cảnh Moscow bị lên án đưa quân tới xâm lấn quốc gia láng giềng. Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là Sergei Shoigu đã tới thị sát sở chỉ huy ở phía đông nam của Donetsk, thành phố của Ukraine mà Nga đang tuyên bố chủ quyền. Bản thân Sergei, người đã giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2012, đã bị chỉ trích gay gắt vì các chủ trương ủng hộ hành động của Nga ở Ukraine. Để gia tăng sức mạnh của mình, Nga còn nhờ tới nhóm lính đánh thuê Wagner tham gia vào cuộc chiến, khiến cho nhiều người bị thiệt mạng hoặc là lâm vào cảnh sống lưu vong. Con tin bị bắt bởi những người phản đối công ty dầu mỏ đã được trả tự do ở Colombia. Một nhóm gần 88 sĩ quan cảnh sát và nhân viên của công ty dầu mỏ Emerald Energy vốn từng bị bắt làm con tin ở Colombia đã được trả tự do vào thứ Sáu ngày 3 tháng 3. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết một sĩ quan cảnh sát và một dân thường đã bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình bạo lực ở tỉnh Caquetá do đám đông mạnh mẽ phản đối công ty sản xuất dầu. Những người biểu tình bản địa cũng đã bắt 79 cảnh sát và 9 nhân viên của công ty Emerald làm con tin, chặn lối vào dầu mỏ để yêu cầu công ty sửa đường. Mang xuống đường do nông dân lãnh đạo gần địa điểm khai thác dầu mỏ, nhắm mục tiêu và lên án tình trạng ô nhiễm môi trường và phá hoại hạ tầng cơ sở trong những năm vừa qua. Thưa quý vị, đụng độ nổ ra tại cuộc biểu tình ở Athens sau vụ tai nạn tàu hỏa. Đụng độ đã nổ ra ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hy Lạp vào thứ Sáu ngày 3 tháng 3, sau khi đám đông đã xuống đường lên án vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc, vốn đã khiến cho ít nhất là 57 người tử vong. Khoảng 2.000 sinh viên đã xuống đường ở Athens vào thứ Sáu. Sự tức giận đã gia tăng trên khắp đất nước về vụ tai nạn mà chính phủ cho là do lỗi của con người, mặc cho công đoàn nói rằng đó là điều không thể tránh được do hệ thống tàu hỏa lạc hậu, không được bảo trì suốt nhiều năm vừa qua. Có hơn 350 người ngồi trên chuyến tàu chở khách. Nhiều người trong số họ là sinh viên đại học đang quay trở lại thị trấn phía bắc Thessaloniki từ thủ đô Athens sau kỳ nghỉ cuối tuần. Tòa án tối cao của Bỉ duy trì hiệp ước trao đổi tù nhân với Iran. Tòa án hiến pháp của Bỉ hôm thứ Sáu đã bác bỏ yêu cầu hủy bỏ hiệp ước trao đổi tù nhân với phía Iran bất chấp những thách thức pháp lý từ một nhóm đối lập. Và chính phủ của Bỉ mong muốn hiệp ước sẽ giúp đổi lấy sự tự do cho một thiền nguyện viên đang bị Iran bắt giam. Đổi lại, nước này sẽ phóng thích nhà hoạt động Iran mà họ từng kết tội. Nhân viên cứu trợ Olivier Van der Castelli đã bị bắt khi đang đến thăm Iran vào tháng 2 vào năm 2022. Ông đã bị kết án 40 năm tù vào tháng Giêng và 74 đòn roi với các tội danh, bao gồm hành vi gián điệp. Gia đình của Olivier suốt thời gian qua đã không ngừng kêu gọi chính phủ, làm hết sức mình để đổi lại sự tự do cho thân nhân. Quay sang nhân viên ngoại giao của Iran Ashatollah Assadi, người này bị kết án 20 năm tù ở Bỉ Quốc vào năm 2021 vì âm mưu đánh bom khủng bố. Không rõ khi nào cuộc trao đổi tù nhân mới chính thức được diễn ra. Thưa quý vị, bão Kevin đã đổ bộ vào Vanuatu để lại dấu vết hủy diệt. Gió mạnh và những cơn mưa xối xả do cơn bão cấp 4 Kevin gây ra đã tàn phá Vanuatu, để lại dấu vết tàn phá cho quốc gia Thái Bình Dương vào thứ Bảy ngày 4 tháng 3. Đoạn video do Reuters thu được cho thấy là người dân đi bộ qua những con phố tới cơ sở hạ tầng và cây cối đổ nát ở Port Vila sau khi bão Kevin đi qua thủ đô này. Chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào thứ Sáu và Thủ tướng Ismail Kausakau cho biết là các quan chức đang làm việc để đánh giá thiệt hại, theo đài phát thanh New Zealand. Bão Kevin đi qua Port Vila vào khuya thứ Sáu và đang di chuyển vào tỉnh đảo phía nam Tapia vào sáng thứ Bảy, mang theo gió mạnh với vận tốc vượt quá 143 dặm một giờ. Vanuatu đã bị tàn phá bởi bão Judy vào thứ Tư ngày 1 tháng 3 và gây ra tình trạng cắt điện cũng như là buộc một số cư dân phải di tản. 2,4 tấn cocaine đã bị thu giữ trong một vụ buôn bán ma túy xuyên lục địa. Bộ giao hoạt động chung của Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi đã giúp phá vỡ một đường dây mua bán ma túy quốc tế với hơn khoảng 2,4 tấn cocaine bị tịch thu trên một con tàu ngoài khơi của bờ biển Nam Mỹ vào ngày thứ Bảy ngày 4 tháng 3 ngày hôm nay. Nhà phiến này có giá trị khoảng 1 tỷ Úc Kim trên thị trường chợ đen, tương đương với một nửa lượng ma túy tiêu thụ ước tính hàng năm của Úc, khiến cho vụ bắt giữ trở thành một trong những vụ bố ráp lớn nhất mà cảnh sát hai nước tham gia. 12 nghi phạm đã bị bắt và bị buộc tội trong vụ án. Một nam công dân Hoa Kỳ 39 tuổi cũng nằm trong số phía bị đơn.